Chiều ngày 28 tháng 5 vừa qua, trên đường Phan Chu Trinh, tuyến đường nằm ở trung tâm của thành phố Đà Nẵng, đã xảy ra một vụ cướp giật táo tợn. Hai đối tượng sử dụng xe máy giật túi xách của một phụ nữ ven đường rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc đã khiến cho người dân Đà Nẵng lo lắng, bởi từ trước đến nay rất ít khi cướp giật xảy ra ở khu vực trung tâm của thành phố này. Đây là hình ảnh vụ cướp được camera an ninh của người dân ghi lại. Khi người phụ nữ đi từ ô tô vào nhà, đối tượng đã chạy theo giật túi xách từ phía sau, rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Nó làm rất là bất ngờ. Thành thử ra mình không sẵn sàng là mình không ứng cứu kịp đâu. Nó làm rất là nhanh, bởi vì không ai cảnh giác được. Những người chứng kiến vụ cướp cho biết đây là hành vi vô cùng táo tợn và rất hiếm xảy ra ở Đà Nẵng. Các đối tượng không chỉ manh động khi tổ chức cướp giật ngay ở trung tâm thành phố, vốn rất an toàn, mà chúng còn liều lĩnh khi chạy ngược chiều để tẩu thoát. Cái hiện tượng này cũng là rất hiếm có ở tại Đà Nẵng. Một người dân của Đà Nẵng thì tôi cảm thấy là rất là lo. Lo là không biết các cơ quan chính quyền có những cái phương án nào để gọi là ngăn chặn một cách gọi là triệt để. Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu đã vào cuộc để truy tìm hai đối tượng này. Ngoài hình ảnh từ camera của người dân, lực lượng công an cũng đã trích xuất từ các camera giao thông lân cận để điều tra thủ phạm. Chúng tôi tập trung chỉ đạo lực lượng hình sự với các đồng nghiệp vụ phối hợp với công an thành phố tập trung truy xét các đối tượng này để sớm mà làm rõ đối tượng. Công an quận Hải Châu cho biết, dựa trên hình ảnh từ camera đã xác định được biển số xe của hai đối tượng là biển giả. Tuy nhiên, lực lượng công an đã bước đầu khoanh vùng đối tượng và đang tiến hành truy xét quyết liệt để xác minh các đối tượng này.